mình muốn một đời này về thế giới cực lạc thì cũng phải chịu khó chịu khổ lắm mới bị giỡn đâu nên cũng thức khuya dậy sớm đồ siêng năng niệm phật dữ lắm chứ không phải giỡn. nên hồi tối tính ra chắc ngủ chừng tiếng rưỡi ủng hộ nó lỡ dắt hết mấy vị. tới 12 hai giờ mấy tu tu xong rồi nói chuyện gần 2 giờ nó lỡ dắt nó không ngủ nó nói sáng nó cũng cay mắt chứ không dẫn đâu nhưng mà cái môn lễ phật này hay môn lễ phật này cực kỳ hay lễ một chút tỉnh ngồi kế bên, bên thấy uh, các sư đệ với ông <laughs> té ạch ạch không <laughs> nhất là <laughs> mấy người còn trẻ người ta buồn ngủ dữ lắm quý vậy. Cái tuổi như những đức đồ là nó giảm buồn ngủ bốn mấy tuổi là giảm buồn ngủ tuổi khoảng 30 tuổi đổ lại đồ ngủ dữ lắm nên à, gì mà lễ vật một chút nó tỉnh ngay chứ không phải giảm đâu nên trong kinh vô lượng thọ đức phật nói ở cái cõi này khó tu vì mang cái thăng tứ đại là khó tu có lúc thì đau chỗ này nó nhức chỗ nọ có lúc thì nó buồn ngủ nó hôn trầm thấy chưa nó mới nói là một ngày một đêm mới gọi ta bà tu bằng như 100 năm ở thế giới cực lạc. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà cái động viên mình nó làm cho mình hưng khởi tâm. Thích niệm Phật. Thích niệm Phật là gì? Mình thấy nó nó thù thắng và mình tích lũy được cho mình cái hành trang về thế giới cực lạc. Chứ có nhiều người mình nghĩ rằng là là bây giờ có ban hộ niệm đồ này kia rồi chắc ăn chưa chắc. Mình phải quân tập dữ lắm mình phải siêng năng dữ lắm giống mình mỗi ngày tập luyện dữ lắm quý vị rồi đến khi cuối đời người ta hộ niệm là người ta hỗ trợ chút thôi mình mới thành công chứ nếu như mình nói là ban hộ niệm chắc ăn mà mình không lo niệm phật nghe là kẹt kẹt chắc chắn thật sự nguy hiểm nên bây giờ muốn chắc ăn nhất là mỗi ngày phải dụng công tu đi đứng nằm ngồi niệm phật nó, nó. giống như có một cái cô mà bận bị buổi sáng mà mình tu mà bà cũng bật lên mà bà nấu ăn thế chứ thế bây giờ công việc mà nó mới nói là niệm phật không trở ngại làm việc làm việc không trở ngại niệm phật nếu như chịu siêng năng niệm phật thì trong công việc cũng cố gắng niệm phật mình thấy người ta vậy mình thấy mình cũng cũng quý tại vì sao vì trong công việc mình ta cố gắng bật cái cái hình ảnh người ta làm để mà người ta cùng tu với mình cứ khi người ta lúc nào bận là thôi chứ lúc nào nhớ có vật hiệu người ta niệm liên niệm có Phật hiểu liền Đấy không? Còn mình thì được chiên mình niệm Phật không là cũng cũng mừng lắm. Thấy cậu nấu ăn từ sớm đó vậy, chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược. Có niệm được mấy câu Phật hiểu không nữa, không có giảng đâu. À, nên nó rơ rớt cái cõi này nó tu nó rơ rớt dữ lắm. Nó rơ rớt dữ lắm. Ví dụ như mấy huynh uh, đệ ngồi kế bên sáng nay mà rơ rớt Niệm Phật mà ngồi kế bên chút, chút gì cái niệm cái điều niệm đi chung niệm chút như đức nghe mấy ông niệm gì đó nó ngủ lắm chứ phải chuyện dẫn chơi bằng đêm thức thức kiểu đó mà sao buồn ngủ quý vị nhưng mà ghét cố ghét không tại vì thờ tu mình ít quá khi gặp mà kéo dài Phần hai tiếng mấy sáng cũng nổi những đứa cũng nổi luôn không nên mình bây giờ mình tu ít nhưng mà mình mót quý vị mình mót phải siêng năng mót niệm phật không có giải đại được những đức đã từng hộ niệm nhiều người thấy khi cặn tử nghiệp nằm đơ nằm không biết cái gì người ta niệm phật là mặt người ta niệm mình không có biết cái gì đâu quý vị ơi hiểu chưa nó giống như bây giờ có đồ ăn mà đổ vô miệng mình nó không nhai nó không nuốt vô bụng được sao nó? nó giống như mà thường ngày mà không quân tập mà cuối cuộc đời dù người ta hộ niệm rầm rầm Thế chăng nữa mình cũng nằm im ru nằm đơ đó chịu thù nên bản thân mình đừng có nương cái bên ngoài lớn quá nương cái bên ngoài lớn quá có chừng mình hụt hẳn á mình chưa biết cái bên ngoài là đâu phải cái của mình đâu mình phải nương mình nè mình phải niệm phật mình phải siêng năng niệm phật nè mình phải quân tập hàng ngày nè đi đứng nằm ngồi phải cố gắng mà niệm phật vì thời gian con người đi qua mau lắm có khi mình giờ còn trẻ chưa chắc tới già mới chết có khi mình trẻ mình cũng chết ở cõi này nó chết nhiều thứ nhiều cách chứ không phải là nó chỉ có tuổi già bệnh mới chết đâu trẻ có khi chưa bệnh nó cũng chết tai nạn chứ không giới giỡn quý vị nên bản thân mình mỗi ngày phải cần quân tập để chấp nhận cái bất cứ lúc nào chết đến với mình bất cứ lúc nào chết đến với mình mình đều mỗi ngày tại sao ăn tổ ngày ghi cái chữ chết để trong phòng tại vì ngày nào cũng nhắc nhở mình là chết sắp đến rồi chết sắp đến rồi cứ nhắc hoài để mà mình quân tập cái tâm đó mình không còn sợ chết để bất cứ lúc nào tai nạn đất nước gió lửa này nó bất tử sụp đổ chúng ta chấp nhận cái chết mà đi về thế giới cực lạc không quân tập là mình thất bại liền chắc chắn mới bị luôn cái cõi là cái cõi vô thường hiểu chưa nên mỗi ngày phải cần quân tập siêng năng niệm phật nó có vật hiệu giống như là bổn mạng nguyên thần của mình vậy đó. để mà mình 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 tu mình cầu sánh cực lạc giải đẩy là thu nếu mà giờ ai nói rằng là cuối cuộc đời mình mà mà mà, mà gọi là có người ta hộ niệm cho mình là chắc ăn sao chắc ăn được có ai dám ghi cái cái, cái tờ bảo đảm nó đâu mà có bảo đảm mình cũng chết queo well mà đi đỏ mất tiêu ai bảo đảm cái gì cho mình nên cái bảo đảm nhất là bản thân mình nè cái bảo đảm nhất là bản thân mình nè quý vị bản thân mình phải niệm phật được người ta chỉ là người hỗ trợ thôi nó Thí dụ như phật a di đà đức bổn sư thích ca mâu ni hai vị giám khảo này nói rằng là cuối cuộc đời của các con chỉ cần cái đề thi các con đáp án là câu phật hiệu thì các con thành công còn nếu như cuối cuộc đời mình mình không niệm phật mà mình niệm nhà niệm con niệm chồng niệm vợ mình thất bại vì có hậu niệm mình mình cũng thất bại Tại vì cái cái quân tập đó nó mạnh quá Cái quân tập đó nó quá mạnh rồi Làm sao mình thay giải sanh gì cực lạc Nên mình mỗi ngày mình phải buông xuống nhiều thứ nhẹ lắm Mình mới thành công được Phải tập 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 hàng ngày Quân tập Giống như ngày xưa người ta thường ngày người ta luyện binh Khi giặc đến là cái đội binh này nó mới chống nổi Mình mỗi ngày mình thả trôi thả nổi Mình không chịu quân tập Không rèn luyện một đội binh mạnh hùng hậu khi mà giặt đến bất tử là mình tiêu đời luôn Giặt đó là gì? Giặt vô thường Tắt nước gió lửa sụp đổ bất tử Tai nạn đến bất tử Lửa cháy bất tử Nước trôi bất tử Tắt sụp bất tử Bảo tố bất tử Chúng ta sẽ chết bất tử Khi mình đang ngủ từ cái nhà sập xuống đèm chết queo Bản thân mình không quân tập là mình sẽ hụt hẳn liền Mình tiêu liền không nói dòng gió chứ nên nói ai dám bảo đảm nói rằng là Khi cuối cuộc đời mình hộ niệm cho mình là chắc ăn gián sạch khai thị cho mình nghe được chưa chắc nghe quý vị để ý lâu lâu chúng ta bệnh đau thôi nè mà người ta lỡ nó ta nhắc mình đi phật mình đã niệm không nổi rồi mà cái bệnh đau so với cái gần chết khi tứ đại rã rờ nói cho quý vị nghe chứ cái bệnh đau đó nó chỉ là một phần thôi còn thăng tứ đại rã rờ là nó hàng trăm hàng ngàn lần quý vị coi mà người ta khuyên mình niệm phật lúc mình bệnh đau mình đã không niệm nổi rồi các vị có lâu lâu nhức đầu đau bụng được khuya niệm Phật nè. Nó đau quá. đau Đau không à. Chứ nó có ai với đạo Phật nổi. Vậy thì khi khi đất nước gió, gió lửa mà mà rã rời làm sao mình niệm Phật được đấy. Thấy chưa? Không có đơn giản. Nói đâu xa. Đêm hôm tu 12 giờ khuya mà sáng nay có những người mình niệm Phật thì niệm cho nó không còn cái tâm Phật nữa. Cái tâm nó ngủ mất tiêu rồi chỉ có cái miệng mà à, gì đã vậy à, gì đây là ngồi kế bên thấy rõ ràng luôn Phật 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 Không có gì đập Phật 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 Nghe hoài mình quay là Mình nói cái gì Phật 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 Kỳ câu cái chạy Không có đơn giản Cái đó là hồi tối mới có thức có Một tiếng Hai tiếng đồng hồ thôi đó Mà đã là sáng họ Phật 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 Niệm Phật mà niệm nó không còn cái tâm Phật nữa Quý vị ơi Quý vị nói Bảo đảm cho quý vị Khi cuối cuộc đời hội niệm Quý vị chắc ăn nhái sanh qua tôi nghe hiền người nói hộ niệm không chắc ăn vì sao vì quý vị không gây dựng tính nguyện không gây dựng tính nguyện mà đi, đi đi đi, chờ hộ niệm người ta hộ là người ta lợi ích còn mình không niệm là mình thất bại nên mỗi ngày phải cần quân tập phải siêng năng niệm phật không được giải đại nghe gì mà còn không chịu tinh tấn nữa thôi chết phức cho rồi <laughs> phải tinh tấn niệm phật nè phải là trong cái cõi đời này dù ai nói gì cũng phải niệm phật ai chửi rủa gì cũng niệm phật ai khen gì cũng niệm phật ai tăng bốc gì cũng niệm phật không lâu lâu những đứa coi mấy cái chương trình mà pháp hội như đứa tổ chức đúng là nhắc mình vô thường mình mà phải cố gắng niệm phật nha nó giống như có cái bài hát nó hát cái câu cũng hay cái câu đó câu gì mà mất tiêu rồi chú tâm nhiên câu gì hồi tối chú nói nha không quên mất tiêu luôn <laughs> giống như là bao nhiêu người thăng với mình nhưng cuối cùng mấy người thương mình nó, 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 chịu người thăng có mấy người thương khi lìa chằng có mấy người đưa chiều thấy chưa mà cái câu hát hay thì đâu nó, nó, chịu người thăng có mấy người thương khi lìa chằng có mấy người đưa rõ ràng đó. cái hội tổ chức mấy chục ngàn người đó thăng vô cùng đó. khi mà gặp nạn rồi mấy người thương rồi khi những đứa chết đi mấy người đưa đó cuối cùng có một cái tên leo que ngồi đấy <laughs> thấy chưa Nó vô thường đó thấy chưa nó ồ lúc trước cho anh vị chứ có những người mà người ta dính tới cái tay như Đức thôi là người ta ra mừng vì người ta khoe âm sầm nay đụng được cái tay thì đứt ơ à, bữa nay người ta đưa cái tay cho người ta người ta lấy dao chặt cái bục cục cái tay luôn như vậy đừng nói nó biết chịu người thân có mấy người thương đấy chứ khi lìa chằng có mấy người đưa nên bản thân mình phải quân tập niệm phật thôi không nó chờ ai chứ á nói lúc còn sống thì giúp đỡ nhau khuyên nhau gì thôi chia cho nhau chén cơm manh áo thôi chứ thật sự khi vô thường đến ai giúp mình và mình giúp mình ngồi suy nghĩ đi vợ con rồi chồng gì người thân gì mấy người giúp mình người ta có niệm phật dài câu với bản thân mình không niệm phật là mình thất bại liền nghe chưa nên phải quân tập niệm phật phải mở con mắt ra cái ngủ gục <laughs> ngủ gục là mở mắt ra liền lấy cái tay banh con mắt ra quay phải niệm phật nó khi lâu lâu mỗi tay mỗi chân là phải niệm phật phải đứng lên siêng năng lên nó... những đứa cũng buồn ngủ tới khuya cả đêm mà mà có tiếng mấy đồng hồ ngủ mà không buồn ngủ sao mà được nhưng mà phải cố gắng phải nỗ lực lên trong lúc này là lúc phải và nhiệt liệt hết mình lên để mày gây dựng cái tâm mà để, để cuối cùng sanh cực lạc chứ đừng có nói mà nói mà nói mà hộ niệm đồ là chắc ăn mà ở đó giải đãi nha uhm, lay rai rồi để cuối đời người ta hộ niệm cho mình Giảng sanh coi chừng coi chừng hụt hẳn đó mới bị ô uhm. Cái pháp niệm Phật này là cái pháp tính nguyện Được sanh cực lạc Tính nguyện là tin Phật để niệm Phật Để sanh cực lạc Chứ không phải là nương cái bên ngoài mà sanh cực lạc đâu Cái bên ngoài có chân hụt hẳn đó Nhà nước đã thấy bao nhiêu người được hộ niệm mà nè Khi mình hộ niệm muốn le lử luôn Khô hơ cạn tiếc Còn họ nằm đó gì nè <laughs> Sao giảng sanh Họ nằm đó cái mặt gì nè sao giải thoát? cái gì mình mình niệm a di đà phật họ a di đà phật còn có thể còn mình a di đà phật bên kia a di đà phật còn họ thì là bên kia thì trên trời dưới đất mình nói ly liệt chứ còn họ sao giải sạch đây là một trăm phần trăm luôn thấy nhiều lắm rồi đó quý vị nên bây giờ thường ngày bình tĩnh khỏe này phải quân tập niệm phật giải sanh Thật sự mà nói dù mình có sai lầm Mình có hư gì Phải quyết tâm niệm Phật thôi Không niệm Phật không được Khi cuối cuộc đời nguy hiểm lắm Nó thật sự luôn á Bây giờ nó trên nói trên trời Nói dưới đất gì như Chúng ta Nói với gì hơn thua đấu đá gì Đủ chuyện Nhưng mà khi cận tư nghiệp rồi sẽ thấy Thật sự mà nói nuôi người già Bao nhiêu năm thấy rõ ràng Nên thật sự bây giờ Con người có sai cái nào Phải cố gắng niệm Phật Cỡ nào cũng niệm Phật Cái mặt có chai như tấm thớt cũng niệm Phật phải niệm phật thôi tại vì sao vì cuối cùng cuộc đời mình không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình dù người ta nói ngã nói nghiêng người ta có thương hay ghét người ta có khen hay chê thì bản thân mình cuối cùng cuộc đời phải mình phải lo cái chuyện giải thoát của mình không có ai mà lo gì mình thật sự luôn á đây là cái mà dạng dào tâm tư quý vị à. lúc này do ngày tu bốn năm thờ nên cái tâm phật nó phát triển ra nó muốn thì phật dáng sanh mạnh lúc trước thì còn nói vui nó này nó nọ nhiều bây giờ khuyên niệm phật không à mà không chịu niệm nữa thì vừa tội gì muốn gặp chi nữa <laughs> gặp làm gì chán gặp bao nhiêu năm nay cái mặt này vô duyên gặp chi nhá không lo niệm phật giáng sanh nè nhà ai ở nhà người đó lo niệm phật giáng sanh nè <laughs> nhá không nó bây giờ là lo niệm phật giáng sanh những đứa có gạo không có gạo Kể những đứa ăn cái gì ăn cái gì kể những đức uống nước hay uống cái gì kể những đức nào, tối như đức nói với mấy ông này mấy ông đi theo tôi nghe bữa nào không có gạo ra hút đắt vô thầy cho ăn không phải là nói hai 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 đi sư đệ đối vị mà nay tới ba sư đệ nó nghĩa là một giờ như đức đặt mỗi ông một tên ông là bất giới ông là sẽ tăng ông là tôi ngủ khóc ba thầy trò lên núi thỉnh kinh không thỉnh được chân kinh coi chừng ghé ngang nước tố nữ là chết Để bây giờ phải cố gắng thôi nào có cơm ăn hơi gan hút đắt ba, ba ba bốn thầy trò ngồi ăn chơi vậy được không quyết tâm mà được thật sự mà nói bây giờ phải cố gắng Thôi chúc quý vị an lạc với ai di đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi ai với đào phật ai với đào phật ai?